Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của các đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân trong 6 tháng đầu năm nay, vừa qua tại khu vực biển Hòn Ông, vùng 3 Hải quân đã tổ chức bắn đạn thật, ngư lôi chiến đấu cho các đơn vị sử dụng các loại vũ khí trang bị được biên chế. Thước đo của hiệu quả huấn luyện chính là từng phát bắn chuẩn trong mỗi cuộc diễn tập bắn đạn thật. Kết thúc giai đoạn huấn luyện 1, vùng 3 Hải quân đã tổ chức bắn đạn thật cho các đơn vị để đánh giá trình độ khả năng khai thác, sử dụng vũ khí trang bị của cán bộ chiến sĩ và trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ lãnh đạo các cấp. Để thực hiện cái nhiệm vụ bắn pháo lần 1 thì chúng tôi tập trung trọng tâm vào đối với công tác huấn luyện đơn tàu, huấn luyện từ lý thuyết đến huấn luyện thao tác thực hành đối với trọng tâm là đơn tàu, hợp luyện của các biên đội và hợp luyện trong toàn lữ đoàn. Đợt bắn lần này gồm nhiều loại vũ khí trang bị có trong biên chế với các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu trên không, mục tiêu trên biển, có bắn ban ngày và ban đêm. Trong đợt kiểm tra này, các kíp chiến đấu đã hoàn thành tốt nội dung, tiêu diệt được mục tiêu, hoàn thành yêu cầu đề ra. Tổ chức huấn luyện bổ sung các cái nội dung về kiến thức, lý thuyết chuyên môn vào buổi tối và luyện tập các bảng bố trí chiến đấu, đặc biệt là bảng công kích ngư lôi và bảng bắn pháo đối không. Hàng ngày tàu tổ chức kiểm tra tình trạng trang bị trước khi thực hiện huấn luyện, và trong sáng ngày hôm nay đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn ngư lôi chiến đấu. Bắn các mục tiêu ban đêm trên biển là một nội dung khó, song các đơn vị đã huấn luyện thành thục cho bộ đội nên hầu hết các kíp đều bắn đạt kết quả tốt. Kỹ năng sử dụng pháo của bộ đội được cải thiện rõ rệt qua từng lần bắn. Bí quyết của tôi đó là phải bình tĩnh, tự tin, không vội vàng và ngắm chuẩn xác mục tiêu. Sau đó quyết tâm và tiêu diệt mục tiêu bằng ngay loạt đạn đầu tiên. Thì về kết quả đối với bắn ngư lôi chiến đấu thì kết quả rất tốt. Bắn các bài bắn pháo thì đã hoàn thành tốt các bài bắn và đạt được cái chỉ tiêu đề ra của Bộ Tư lệnh vùng. Đây là kết quả quan trọng để chúng tôi tiếp tục huấn luyện chiến đấu, nâng cao cái trình độ thao tác của bộ đội, nâng cao cái khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đợt bắn đạn thật vùng 3 Hải quân đã tổ chức chặt chẽ, thành công, đảm bảo an toàn. Sức mạnh chiến đấu của một đơn vị sẽ được nâng lên khi từng chiến sĩ dần nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí và phát huy tối đa hiệu quả trong hiệp đồng chiến đấu.